Hello Kem, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với các bộ đồ chơi của Thơ Nguyễn Family Shop. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với bộ làm nail. Con trai mà chơi bộ này thì cũng hơi bị kỳ đúng không Kem? Yeah. Nhưng mà anh lỡ hứa với Kem trong clip hôm trước rồi. Bây giờ mà không chơi thì còn kỳ hơn. Với lại ấy, Kem cũng biết đấy, chị Thơ đã giải nghệ rồi. Mà những cái món đồ trên shop của chị Thơ thì vẫn còn rất là nhiều. Bây giờ chị ấy phải nhờ anh chơi những cái bộ đồ chơi như thế này để cho Kem biết đến nhiều hơn thì chị ấy mới bán được hàng. Dù anh có chơi dở như thế nào đi chăng nữa thì Kem cũng hãy ủng hộ anh bằng cách là xem clip này và sau đó mua hàng ủng hộ chị Thơ nữa nhé. Yeah. Anh nên chọn bộ nào đây nhỉ? Doraemon đi. Chơi mấy cái bộ đồ chơi con gái như thế này áp lực thực sự. Hôm trước anh cứ tưởng là nó chỉ có 8 móng tay thôi, nhưng mà hóa ra có nhiều phết đấy Kem ạ. Bên trong này thì ngoài móng tay ra còn có rất là nhiều phụ kiện nữa này. Miếng khăn ướt bằng cồn, một tăm xỉa răng, không phải, một cái rũa móng tay, hình như là keo để dán. Có tận 24 móng. What? Trong khi người bình thường chỉ có 10 ngón tay thôi. Không lẽ nó không dành cho người? Có lẽ nào bộ đồ chơi này dành cho người ngoài hành tinh? Những cái móng này thì được làm bằng nhựa các em ạ. Cái này thì khá là to, chắc chắn là ngón tay cái rồi. Nhưng mà nó không vừa tay anh. Nếu mà lắp lên thì nó sẽ trông như thế này. Bây giờ thì anh sẽ thử dán lên xem nhé. Khăn ướt này thì chắc là để lau tay. Đúng rồi, đây đúng là keo rồi. Chắc là mình sẽ dán vào tay trước đúng không? Lột cái này đã. Đó, khá là dính đấy. Anh sẽ đặt cái móng tay này vào. Dùng quá. Ấn dần chắc. Sao anh có cảm giác cái tay của anh không được thoải mái chút nào? Oops. Như tay của anh nó to quá. Còn cái móng này thì nó hơi nhỏ thì phải. Hay là chưa quen nhỉ? Cảm giác kỳ kỳ sao á. Mà anh lắp còn bị lệch nữa này. Tiếp theo là đến ngón trỏ. Yeah. Hình như là móng tay của anh bị to quá so với cái bộ này. Nên là nhìn nó rất là buồn cười. Thì nó không được ăn khớp cho lắm. Ngón giữa, ngón nhẫn, ngón út. Ta-da! Và cuối cùng thì anh cũng đã hoàn thành xong một bộ móng Doraemon. Kem thấy thế nào? Có đẹp không? Riêng anh thì anh thấy cũng khá là đẹp đấy. Nhưng mà nó không hợp với anh lắm. Bởi vì anh là con trai. Nếu mà là con gái thì nó sẽ đẹp hơn. Tay anh thì cũng không phù hợp để làm nail như thế này thì phải. Đây là một bàn tay gân guốc và rất là mạnh mẽ. Mà lại đi đeo một cái bộ nail như này thì trông rất là kỳ đúng không nào? Và bộ đồ chơi này thì chắc chắn là không dành cho các bạn nam rồi. Nó chỉ dành cho các bạn nữ thôi. Anh thì anh hy sinh thân mình để anh review cho các em xem. Và các em cũng thấy đấy, nó không phù hợp với các bạn nam. Đặc biệt là đối với những cái người mà có một cái bàn tay mạnh mẽ như anh. Nhưng mà đã làm thì phải làm có tâm. Cho nên là anh sẽ review thêm một bộ này nữa. Thực sự ấy, khi mà có cái bộ móng như thế này thì làm việc nó rất là bất tiện luôn. Hả? Anh không hiểu là tại sao những cái người mà người ta làm bộ móng dài ngoằng như thế này mà người ta có thể làm việc được. Quá đỉnh, thực sự là rất là bất tiện. A few moments later. Đây chính là thành quả cuối cùng của anh. Các em thấy sao? Các bạn nữ cho anh nhận xét đi xem là nó có đẹp không? Anh thì anh không biết là nó có đẹp hay không nữa. Nhưng mà cái cảm giác của anh lúc này nha, là nó rất là gò bó. Oops. Không thoải mái. Cầm nắm cái gì đấy thì nó cảm giác nó rất là sao sao ấy. Mình cứ sợ là mình sẽ bị gãy móng tay. Nhưng mà thực ra là gãy chỉ là gãy móng giả thôi. Kiểu nó dính, nó nối với cái móng tay thật của mình ấy. Cho nên là nó khiến cho mình một cảm giác rất là thật. Vậy mà anh thấy có nhiều chị em phụ nữ có những cái bộ móng tay dài ngoằng mà người ta vẫn làm việc nhà, vẫn nấu cơm, vẫn rửa bát, vẫn quét nhà một cách bình thường. Công nhận là đáng nể phục. Trong khi anh mới chỉ lắp mấy cái móng tay này thôi mà mọi hoạt động đối với anh tưởng chừng như là đã rất rất khó khăn rồi. Hôm nay khi mà đeo bộ móng này vào tay thì anh mới cảm nhận hết được sự vất vả, sự khổ sở của các chị em phụ nữ. Bình thường ấy thì các chị, các mẹ, các cô hay rủ nhau đi làm nail. Anh tưởng là đi làm gì sung sướng lắm. Ai ngờ rủ nhau đi tra tấn, rủ nhau đi làm mấy cái trò cực hình. Thực sự là bây giờ anh không muốn dán cái này thêm một tí nào nữa bởi vì nó rất là gò bó, rất khó chịu luôn. Mà chết. Mình đang làm quảng cáo mà. Oops. Làm này không bán được hàng thì chị Thơ mắng cho mình chết. Các em ơi, thực ra thì cái bộ này cũng khá là ok ấy nhá. What? Cho nên là nếu mà bạn nào thích ấy, thì hãy mua ủng hộ chị Thơ nhé. Các bạn nữ thôi chứ còn các bạn con trai thì đừng có mua bộ này làm gì, không chơi được đâu. Chơi vào kỳ lắm. Thêm một điều nữa là cái bộ này nó dính cực kỳ chắc luôn. Để lấy ra cũng không hề đơn giản các em ạ. Nhưng mà cũng may là khi mà tháo ra ấy, thì nó rất là sạch. Không để lại cái dấu vết gì ở trên móng tay anh cả. Nhưng mà nó chắc lắm.
Bộ vừa rồi thì khá là lớn cho nên là có thể dành cho các bạn cấp 2, cấp 3 chơi cũng được. Còn những bạn nhỏ hơn, cấp 1 thì có thể chơi bộ này này. Wow. Này là bộ làm móng công chúa. Đấy. Đối với bộ này á, thì những cái móng của chúng ta sẽ nhỏ hơn. Và ngoài ra chúng ta còn có những cái hạt kim cương đá quý để đính lên móng tay nữa này. Yes. Rất là xinh luôn. À, đây là còn là những cái sticker có thể gỡ ra được để dán lên móng tay này. Cái bộ này thì chơi có vẻ là hay hơn đấy. Sticker như thế này này. Đấy, sau đó dán vào móng tay. Đấy, nó chỉ đơn giản như thế này thôi. Làm rất là nhanh luôn đúng không kem? Và cũng rất là chất lượng. Còn đây là một cái ly rất là xinh mà chị Thơ đang bán ở trên shop này. Đấy, đối với cái ly này thì chúng ta có thể rót nước vào uống. Cực kỳ ngon luôn. À, đựng được quá trời nước luôn này. Đặc biệt là khi uống ở đây sẽ cho kem một cảm giác ngon lạ thường. Cuối cùng thì chúng ta sẽ cùng đến với bộ làm hộp bút ở trên shop của chị Thơ Nguyễn. Bộ này thì cũng rất là hot thì phải. Anh thì chưa chơi bộ này bao giờ cả, nhưng mà anh đoán là cũng dễ chơi thôi. Bây giờ chúng ta hãy cùng thử nhé. Trước tiên thì anh sẽ phết lên đây một lớp bánh kem màu trắng. Hình như anh làm không được đẹp lắm thì phải. Sau đó thì anh sẽ trang trí một lớp kem màu xanh vòng quanh chiếc bánh này. À, vòng quanh chiếc hộp bút chứ. Anh sẽ cho nó đi theo đường uốn lượn như thế này luôn. Như kiểu là con giun ấy kem ạ. Kem nhìn thấy nó giống con giun không? Đó, nó sẽ uốn lượn như thế này. Bao quanh cái phía trên của hộp bút của chúng ta. Bây giờ thì nhìn có vẻ là chưa đẹp đâu. Nhưng mà tí nữa lúc anh bỏ cham lên ấy. Thì nó sẽ tại sao nó lại đi lung tung như thế này. Không ổn rồi. Làm cái này cũng mỏi tay phết đấy các em ạ. Làm bánh không phải là đơn giản đâu. Chúng ta nên bóp một cái lực đều tay hơn. Ôi, sao chỗ này nó đi lung tung vậy? Nó không còn được đều đặn như ban nãy nữa. Thôi thì đã lỡ rồi thì anh sẽ cho nó đi vòng vèo luôn. Đi như một con giun vậy. Đến chỗ này thì chúng ta lại vào khuôn khổ. À, thực sự là quá là mỏi tay. Khi mà bóp thì các em cũng phải gồng hết sức nha. Rồi, nó sẽ kết thúc ở đây. Cái chỗ này đều quá, chỗ này xấu quá. Anh có nên sửa lại không nhỉ? Nhưng mà bây giờ sửa lại chỉ sợ làm hư hết cái tác phẩm này của anh mất. Tiếp theo thì anh sẽ bỏ những cái cham này vào. Cái việc đặt cham này thì quá là đơn giản rồi. Này, nhưng mà các em nên ấn nhẹ nhẹ nó xuống để cho nó dính vào thì nó sẽ chắc hơn nha. Chị Thơ cũng cho chúng ta khá là nhiều cham đấy. Tha hồ mà để luôn. Cái cham này thì rất là dễ thương. Lại còn có cả hạt cốm nữa này. Anh sẽ bỏ thêm một ít hạt cốm vào. Anh nghĩ vậy là ok rồi. Đây chính là cái hộp bút do đích thân anh tạo ra. Các em thấy thế nào? Có đẹp hơn hộp bút mà chị Thơ làm không? Anh là anh thấy ăn đứt của chị Thơ rồi đấy. Nếu mà anh đi viền cái chỗ này kỹ hơn thì chắc chắn là nó sẽ đẹp hơn rồi đúng không? Nhưng mà nhìn lại cái chỗ trên này cũng không được đẹp cho lắm. Nhìn như mấy cái con giun. Thôi không sao. Các em có thể là sẽ làm khéo tay hơn anh đấy. Mình có thể là đi vòng đi hai vòng đi thì chắc là nó sẽ đẹp hơn. Thay vì cái việc là đi vòng vèo này nhìn nó rối mắt quá đúng không nào. Khi mà gắn cham lên thì nhìn nó rất là xinh luôn. Tuyệt vời. Và như vậy là anh đã vừa review cho các em xem một vài món đồ của Thơ Nguyễn Family Shop. Thực sự là rất dễ thương đúng không nào. Nếu như bạn nào thích thì cũng có thể tìm kiếm và đặt mua nó ở trên TikTok Shop Thơ Nguyễn cũng như là Shopee Thơ Nguyễn Family Shop nhá. Nhanh tay đặt mua, không là hết hàng đấy. Bởi vì anh nghe nói là sắp tới chị Thơ cũng sẽ cho đóng cửa shop ấy. Oops. Còn bây giờ thì video của anh đến đây là kết thúc rồi. Nhưng mà đối với các em thì chưa đâu. Hãy bình luận cho anh biết trong video sắp tới anh nên chơi món đồ chơi gì. Bye bye các em.